Xin chào các bạn, chị là Minh Hiên. Và ngày hôm nay, rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần audio văn học này. Các bạn thân mến, trong chương trình ngữ văn lớp 12, chắc hẳn có rất nhiều bạn vẫn còn để lại trong lòng những ấn tượng khi được tìm hiểu về một trong số những tác phẩm vô cùng tiêu biểu của tác giả Nguyễn Minh Châu. Đó là tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu với chị Hiên về tác giả Nguyễn Minh Châu và cùng lắng nghe một bài thơ mà chị dành tặng cho các bạn rất ý nghĩa về tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa các bạn nhé. Nguyễn Minh Châu trong nền văn học Việt Nam được xem là người tiên phong trong công cuộc đổi mới nghệ thuật. Chiếc Thuyền Ngoài Xa là một trong số những tác phẩm tiêu biểu cho truyện ngắn viết về đề tài đời tư, thế sự sau năm 1975 của ông. Những trang đời sinh động, đầy nghịch lý đã hắt bóng vào những trang văn của Nguyễn Minh Châu. Qua những tác phẩm của ông, người đọc thấy được những vấn đề phức tạp của đời sống, kể cả bi kịch của số phận con người. Và Nguyễn Minh Châu luôn luôn giữ trong mình một quan niệm khi viết văn. Đó là quá trình viết văn chính là quá trình đi tìm hạt ngọc ẩn trong tâm hồn con người. Dù những nhân vật được đặt giữa những bộn bề, những phức tạp, những lấm láp của đời thường, Nguyễn Minh Châu từng khẳng định và nhấn mạnh thiên chức của nhà văn, rằng nhà văn tồn tại ở trên đời có lẽ trước hết là để làm công việc giống như kẻ nâng giấc cho những người cùng đường tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn con người ta tới chân tường. Bên cạnh đó thì nhà văn này cũng tâm sự rằng nhà văn phải là một thứ côn trùng lấy cây rau mà thăm dò không khí thời đại. Nhưng nhà văn muốn có tầm cỡ thời đại thì phải ngụp sâu vào dân tộc mình, vào nhân dân mình. Cùng với những quan niệm đó, Nguyễn Minh Châu đã để lại cho nền văn học Việt Nam hiện đại rất nhiều những tác phẩm ấn tượng. Và quan niệm nghệ thuật và cuộc sống phải có mối liên hệ chặt chẽ đã khiến cho rất nhiều bạn đọc ấn tượng. Văn học và đời sống là những đường tròn đồng tâm và tâm điểm chính là con người. Sau năm 1975, ông đã phê phán lối viết, tráng lên một lớp men trữ tình cho hiện thực đời sống. Theo ông, viết văn là phải đào xới tới tận cùng cái đáy của cuộc đời. Người nghệ sĩ phải biết vứt bỏ thói quen, mã hóa hiện thực đời sống, tránh dễ dãi về cách nhìn và phô bày đời sống một cách giản đơn. Có thể thấy rằng là đây là một trong số những cây bút đi tiên phong cho quá trình đổi mới văn học. Bởi vì thời kỳ mà Nguyễn Minh Châu sống, đó cũng là cái thời kỳ mà giao giữa chiến tranh và hòa bình. Thế nên là khi mà đất nước ta có cái sự đổi mới, thì bản thân Nguyễn Minh Châu cũng tự cho rằng là bản thân mình cũng phải có những cái sự thay đổi về cách viết, về đề tài, về cách nhìn nhận những cái khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Quá trình sáng tác của ông thì chia làm hai chặng. Trước 1975 và sau 1975, ông là một trong số những cây viết có rất nhiều trải nghiệm ở trong cuộc sống. Và đó, như chị đã chia sẻ cùng với các bạn, đây là một trong số những cái tác giả mà đưa ra những cái quan niệm vô cùng là chặt chẽ, vô cùng là thuyết phục về cái mối quan hệ giữa văn học và cuộc đời. Nhà văn Nguyễn Khải đã từng đưa ra nhận định về Nguyễn Minh Châu như thế này. Nguyễn Minh Châu là người kế tục xuất sắc những bậc thầy của nền văn xuôi Việt Nam và cũng là người mở đường rực rỡ cho những cây bút tài năng trẻ sau này. Còn nhà văn Tô Hoài thì lại đưa ra ý kiến rằng đọc Nguyễn Minh Châu, người ta thấy được cuộc đời và trang sách liền nhau. Chặng đường đời hôm nay cũng như từng đoạn sáng tạo trên giấy của tài năng. Những cái tưởng như bình thường lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày dưới con mắt và ngòi bút của Nguyễn Minh Châu đều trở thành những gợi ý đáng suy nghĩ và có tầm triết lý. Đó là một số thông tin mà chị cung cấp cho các bạn về tác giả Nguyễn Minh Châu. Còn ngày hôm nay, ở trong phần audio văn học này, chị cũng rất muốn dành tặng cho các bạn một bài thơ. Đây là bài thơ mà chị đã viết, bởi vì khi đọc tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu thì chị đã rất xúc động vì hình ảnh của người đàn bà hàng chài trong tác phẩm này. Thế nên chị đã viết một bài thơ mang tựa đề là Mẹ ơi đừng sợ, dựa theo cốt truyện của truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Các bạn sẽ cùng lắng nghe bài thơ này với chị nhé. Mẹ ơi đừng sợ, mẹ đừng giấu con rằng những vết thương kia là do sơ ý.
mẹ đừng nói với con rằng những thâm quầng trên mắt là mẹ không ngủ được trong những ngày biển động bão to. Mẹ đừng nói dối con rằng mẹ vẫn đang rất thoải mái với cuộc sống này, trên thuyền, với chúng con và người đàn ông con đang gọi bằng bố. Có những bí mật mẹ đang giấu nhưng vẫn lộ, con sẽ không im lặng đâu. Con đã nhiều lần nhìn thấy rất lâu mẹ đang ngồi kia và khóc. Đôi vai của mẹ gánh gồng bao khó nhọc. Mẹ nói xem, con sẽ lờ đi không biết hay phải làm gì. Rất nhiều lần mẹ dối chúng con để bố cùng mẹ lên bờ lo một vài công chuyện. Công chuyện gì mà con không biết? Công chuyện cầm thắt lưng và đánh vào mẹ hay sao? Không, nhất định chẳng thể nào. Tại sao bố lại cầm roi đánh mẹ, vừa chửi vừa kêu vừa quất lẹ để mẹ chịu đau? Mẹ ơi, sao mẹ không kêu? Sao mẹ không chống trả như cách mẹ dạy chúng con mạnh mẽ? Sao mẹ chỉ lặng im rồi thở nhẹ, chịu những đòn roi? Thực lòng chẳng thể khuất mắt trông coi con lao đến ngăn người ta lại, mà sao mẹ thét lên rồi khóc mãi? Con làm tim mẹ rỉ máu rồi. Cuộc đời của mẹ là những nổi trôi, những tháng năm dài với tủi hờn nước mắt. Nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dừng lại, đập vỡ nhà mình. Mẹ vì chúng con mà kể chuyện bất bình. Mẹ yêu chúng con, mẹ không sợ đòn roi của bố. Mẹ sợ bố đi rồi không còn ai chống đỡ trong những ngày biển động bão to. Mẹ sống bằng những hạnh phúc nhỏ nhoi thôi, là những việc nhìn chúng con ăn no khôn lớn, là việc dạy cho chúng con nhất định không được hỗn với người sinh ra mình. Con thực lòng đã rất bất bình, và cho đến giây phút này vẫn thế. Dẫu rằng có được nghe mẹ kể về lý do của chuyện ngày xưa, người ta bảo mẹ bỏ bố con đi, mà mẹ vẫn khăng khăng chẳng chịu. Rồi thì sau này những đớn đau vẫn tiếp tục đớn đau, cho đến khi nước mình cải cách, nhà mình no ấm hơn, bố không còn hờn trách rằng tôi quá khổ, tôi phải đánh cô. Con phác đây mẹ ơi, con lớn khôn rồi, được mẹ cho học hành, các em con cũng thế. Câu chuyện nhà mình bây giờ vẫn còn trong bức ảnh bác Minh Châu kể lại cho con. Những chuyện đau lòng này với người khác là chuyện còn con, nhưng cuộc đời này con luôn ghi nhớ những đòn roi đớn đau của mẹ đánh đổi cho hạnh phúc của con bây giờ. Như có lần con thủ thì, mẹ ơi đừng sợ, con trai của mẹ vẫn đang ở đây. Nhìn thấy lấp lánh trong đôi mắt gầy, mẹ của con lại khóc. Cảm ơn mẹ vì tất cả, vì tuổi thơ, vì tình yêu, vì những vết thương của mẹ, vì sự khoan dung, chở che, độ lượng và tha thứ. Con sẽ yêu thương cô ấy như cách mà mẹ yêu con. Đây là một cái bài thơ mà chị mượn lời của Phác, là con trai của người đàn bà hàng chài, sau thời gian 15 năm suy nghĩ lại câu chuyện ngày xưa và nói một chút về hiện tại của mình bây giờ. Hy vọng rằng là với cái phần chia sẻ, với cái phần audio ngày hôm nay, thì các bạn cũng đã hiểu thêm về tác giả Nguyễn Minh Châu, và các bạn cũng đã có thêm cho mình một cái bài thơ bỏ túi. Đây là bài thơ mà chị đã viết bởi vì bản thân chị cảm thấy rất ấn tượng về tác phẩm này, và đặc biệt là về tình yêu của người mẹ, người đàn bà hàng chài dành cho những đứa con của mình. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe phần audio ngày hôm nay, và chị hẹn gặp lại các em ở trong số audio gần nhất của chúng mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.